cái cô gái ở quán trà sữa ấy, cứ ám ảnh trong đầu anh hoài ấy. Không đâu, bản thân em là một nhà khoa học và em cảm thấy là những điều này hoàn toàn không đáng tin. Với lại tiền kiếp nó cũng chỉ là một chuyện đã qua, không có liên quan gì với thực tại hết. Anh đi đây, có việc. Cô gái trà sữa. Huynh không sao chứ? Ta không sao. Muội ra đây làm gì? Muội ra đây để hỏi sao huynh không đi vào trong nghỉ ngơi mà đứng ở đây làm gì? Lúc nãy khi mà muội bước ra đó thì muội thấy huynh đứng nhìn xa xăm mà còn khẽ cười nữa. Huynh đang nhớ ai hả? Nhớ người đã cứu huynh hả? Mà người cứu huynh đó là ai vậy? Tại sao hắn ta lại cứu huynh? Có lẽ hắn đã nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của ta nên đã yếu lòng. Vì thương hại nên không còn muốn ra tay nữa. Yếu lòng? Đó có phải là một cô gái không? Nè, không lẽ là huynh đã yêu cô ta? Trời tối rồi, về láng trại nghỉ ngơi đi. Chúng ta lại đến trễ nữa rồi. Muội thấy chưa? Tỷ ấy lại bí mật hẹn hò với ai đó nên cả tuần nay điệu bộ rất là kỳ lạ. Tại sao mình lại không gặp được cái tên con trai đấy nhở? Không biết là hắn có đẹp trai không mà khiến sư tỷ mê muội đến như vậy. Muội đó, bước ngây thơ lại đi, tự lo cho bản thân mình đi kìa. Sư tỷ lúc nào cũng tự phụ, đi rừng một mình, có bao giờ tương trợ cho tỷ muội mình đâu. Thì với vị trí thủ lĩnh của tỷ ấy, làm như thế cũng đúng mà. Với lại chúng ta chỉ cần làm tròn bổn phận pháp sư của mình là được rồi. Nếu mà tỷ ấy không chịu tu thân, chắc chắn kiếp sau tỷ ấy sẽ rất là cô đơn, vì sẽ không có những tỷ muội trung thành như chúng ta tương trợ nữa. Nhưng mà tỷ ấy đã thề sống chết cùng chúng ta rồi mà. Tỷ à, tỷ yên tâm đi. Tỷ hả? Muội đừng nói đỡ cho tỷ ấy nữa. À, Na tỷ, ở bên phe đối thủ có một tên pháp sư tên là Yao Chan. Mỗi lần muội tiếp xúc với cô ta tạo cho muội cảm giác an toàn và gần gũi, giống như là đang bên cạnh tỷ vậy đó. Có chuyện đó nữa hả? Ừ. Đã từng gặp mặt, cảm giác rất là gần gũi, nên là muội với cô ta không đánh nhau được. Muội suy diễn quá rồi đó. Muội nói thật mà, cảm giác kỳ lạ lắm. Cứ mỗi lần muội nhìn khuôn mặt xinh đẹp này, dù là tỷ hay là Giao Chan, thì muội cũng có cảm tình kinh khủng. Na tỷ, Na tỷ, đợi muội. Vậy hả? Ừ. Hay là xem luôn cho tôi tay này đi. Bớt tham lam đi cô. Nhưng mà khi xem chỉ tay cho con gái, chỉ nên xem tay phải thôi. Vậy sao? Nếu còn gì nữa thì anh hãy kể hết cho tôi đi. Thì là chuyện hiện tại với tương lai, tôi đã nói hết cho cô rồi. Còn nếu như mà chuyện tiền kiếp cô muốn biết, thì mời cô đến phòng khám của tôi để thôi miên hồi quy. Việc này còn có thể giúp cô giải thích được rất là nhiều trái ngang trong cuộc sống. Thậm chí còn có thể chữa lành một số vết thương về tâm lý nữa. Thật vậy sao? Ừ. Tôi cũng muốn biết mấy chuyện này lắm. Có gì anh giúp tôi nhé. Được thôi, tôi sẽ gửi cho cô card visit của tôi.
À cô chủ, hay là cô chủ cũng ngồi xuống đây chơi với chúng tôi đi. Xin lỗi, tôi còn có việc phải làm á. Ủa, quán có ai đâu mà có việc phải làm. Thôi, ngồi xuống chơi với chúng tôi một lát đi. Nhưng mà cô chủ này, sao tôi nhìn cô có thấy quen quen? Giống như là chúng ta đã từng gặp nhau ở kiếp trước vậy. Cô có tin vào cái duyên tiền định không? Duyên tiền định? Anh đúng là đồ nhà quê. Thời buổi này ai lại tán gái như vậy nữa? Andy, đây là đối thủ mới của anh này. Kệ đi, nói với anh ta làm gì? Nè, mà tôi cũng muốn hỏi anh á, là anh có thể xem chỉ tay cho tôi được không? Được chứ. Làm sao mà tôi có thể từ chối một cô gái dễ thương như cô? Anh thật là khéo nói, chứ không có giống như ai kia. Ê, ông Andy, ông ấy chơi chứng khoán cả Chinese full time à? Ừ, đại loại vậy á. Mà ông nói đầu tư cái đó còn lời hơn đầu tư chứng khoán nữa. Nè, anh coi giùm tôi đi. Coi kiếp trước á, tôi có nợ gì Alex không mà mắc gì á. Kiếp này cứ phải nài lưng ra để làm trò cho Alex cười. Chắc là có đó. Ban mặt mà còn ngủ hả? Đồ sâu lười. Dậy. Dậy. Cô làm gì đấy? Cô gì cô khí khô á? Bơ ơi, bơ à. Nghe lời tôi đi mà. Bán căn nhà này đi mà trả nợ. Còn dư bao nhiêu á thì dùng để làm việc khác. Tôi nhất quyết sẽ không bán nhà đâu. Bà đừng có nói nữa nha. Là tôi lo cho bà thôi. Thân con gái một mình, làm sao chống lại được bọn đòi nợ kia? Trời, ai nói vậy? Cô ấy còn khỏe hơn khối thằng đàn ông đấy. Bà thử nghĩ xem, giữ căn nhà này lại, xong ôm một đống nợ, lãi mẹ đẻ lãi con, biết bao giờ trả cho hết được. Chỉ có cách giữ căn nhà này thì mới có công việc làm ăn, mới có thu nhập để mà trả nợ. Với lại, đây là nhà của bố mẹ cô ấy nữa. Bán đi là bất hiếu đấy. Tôi biết là bố mẹ Bơ rất là thương Bơ. Nếu như biết Bơ sống trong cảnh khổ cực như thế này, chắc chắn ông bà ấy sẽ đồng ý cho cô ấy bán nhà thôi. Nghĩ dễ lắm mà. Bán được nhà chắc gì đã đủ tiền để mà trả nợ, trong khi lãi cao cắt cổ đến như thế nữa. Trời ơi, mà trong khi đấy bây giờ không có thu nhập mà lại phải trả nợ nữa thì có phải khổ hơn không? Nghe tôi đi, bây giờ chỉ có cách giữ căn nhà này là kinh tế duy nhất cho cô ấy hiện tại, ok? Thì mới có thể mà giữ được để mà trả nợ. Đừng có mà bán nhà, đừng có mà ngu. Tôi rất là thương Bơ. Cứ vài ba hôm á, bọn đòi nợ cứ đến quán, phá quán một lần. Kinh doanh cái gì mà kinh doanh chứ. Bọn đấy thì có gì đâu mà khó. Anh ngon quá ha. Thì đúng. Ôi, rồi. Được rồi, hai người im giùm tôi cái. Bộ thấy tôi chưa đủ phiền hả? Thì sợ ý cô sao? Cô đồng ý với quyết định của tôi đúng không? Thực ra nhiều thứ anh nói tôi cũng không hiểu đâu. Nhưng mà tôi hiểu Alex. Cổ là thật sự lo lắng cho tôi đó. Nên là tôi cũng sẽ cân nhắc cái chuyện bán nhà nè, để trả nợ cho xong. Chứ tôi mệt lắm rồi.
làm gì vậy? Tôi đã trả hết lãi rồi mà. Đòi nợ gốc. Sao anh ngang ngược vậy? Hết ngang ngược vậy đó. Tới khi trả nợ gốc rồi sao? Để tôi báo công an. Khoan đã. Bà mà làm vậy, tụi nó không để bà yên đâu. Cách tốt nhất là bán căn nhà này đi, trả hết nợ cho bọn nó. Không thì... Anh Trai, đi. Về tụi em. Anh làm gì mà tụi nó chịu bỏ đi hay vậy? Xong việc rồi đấy. Cô có thể bán hàng lại bình thường. Vậy là nhờ cái sàn Bitcoin gì hả? Nhưng mà tôi không hiểu là tại sao tụi nó chịu nhận Bitcoin thay vì tiền nợ. Chẳng lẽ Bitcoin lợi hại tới vậy? Giọt lệ dài nhân, vậy mà anh.